chỉ có Nga, Cuba và Lào là chưa thành đến viếng, các bên khác đều có ý đồ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Netizen Reacts. Các bạn thân mến, hình ảnh phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nghẹn ngào ôm chầm lấy phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai hình ảnh đất nước Cuba dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Bác Trọng là hai trong số rất nhiều hình ảnh xúc động được ghi lại trong những ngày buồn nhất của đất nước. Những chuyến thăm viếng của các ban lãnh đạo cấp cao quốc tế, ngoài việc chia buồn thì sâu bên trong nó còn là những động thái thăm dò ngoại giao tới thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Việt Nam. Mọi thứ đã chứng minh cho luận điểm này khi mà lần lượt Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU đều cử những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới Việt Nam. Đi kèm với đó là những thông điệp đầy ẩn ý được gửi ngay trong những lời nói. Cụ thể hơn đó là Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc đã thông báo ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc sẽ dẫn đầu đoàn tới Việt Nam dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Vương Hộ Ninh với tư cách là đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam vào ngày 25 và ở đến ngày 26 tháng 7 năm 2024. Như vậy, có thể nói rằng, trong cùng một thời điểm, cả Mỹ và Trung Quốc đều có ý đồ muốn thăm dò lãnh đạo và quan điểm đối ngoại của Việt Nam. Về nhân vật Vương Hộ Ninh, nếu các bạn cảm thấy cái tên này có phần xa lạ, thì cũng không có gì bất ngờ, bởi vì gương mặt ông ấy có thể xa lạ với công chúng. Nhưng lời nói ông ấy thì không. Đó là cách mà dư luận Trung Quốc nói riêng và quốc tế nói chung nhận định về nhân vật Vương Hộ Ninh, chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng là một trong 7 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là cơ quan lãnh đạo tối cao của nước này. Mặc dù ban đầu lưỡng lự khi dấn thân vào sự nghiệp chính trị, thế nhưng Vương Hộ Ninh thực tế đã trở thành một nhà lãnh tụ trong bóng tối, có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng tới bản chất của nền chính trị Trung Quốc. Đáng chú ý hơn, ông chính là người đã soạn thảo thông điệp của Đảng trong suốt 3 đời lãnh đạo liên tiếp, tức là trong vòng khoảng 30 năm vừa qua. Người hiện đang lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tin tưởng giao phó cho Vương Hộ Ninh vai trò quan trọng này, dù ông không phải là một cộng sự cũ của ông Tập. Với những tuyệt tác công hiến mà Vương Hộ Ninh đã dâng tặng cho Trung Quốc, giới lãnh đạo xứ tỷ dân đã gọi ông với cái tên cực kỳ ưu ái là quân sư số 1 của Đảng. Thậm chí, có những lúc khi nói về cái tên này, người ta cho rằng ông Tập Cận Bình có thể xử lý bất kỳ ai trừ Vương Hộ Ninh. Hay nói chính xác hơn thì Vương Hộ Ninh chính là lời nói của các lãnh đạo Trung Quốc hiện tại. Đó là điểm qua một chút về vị thế và vai trò của người đã tới Việt Nam. Điều này đủ để thấy rằng, trong con mắt của bạn bè quốc tế nói chung và các ông lớn nói riêng, họ luôn dành cho cố Tổng Bí thư của chúng ta một sự tôn trọng đặc biệt. Mở rộng vấn đề một chút, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần cũng đã nhận được sự chú ý và quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc đã tốn không ít giấy mực để liên tục cập nhật, đưa tin về sự ra đi của Bác Trọng kính mến. Tin tức này đã từng đứng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng từ khóa Weibo của Trung Quốc. Cuộc sống xã hội thì 9 người 10 ý các bạn ạ. Còn chúng ta cũng không thể biết hết được người ta nghĩ gì, đặc biệt là với đất nước có tiếng là hai mặt như Trung Quốc. Thế nhưng, theo những gì mà mình tìm hiểu được, thì cộng đồng mạng Trung Quốc cũng đã dành cho cố Tổng Bí thư của chúng ta một sự kính trọng vô cùng lớn. Người Trung Quốc đã gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn đáng kính của lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc và dành khá nhiều lời chia buồn tới toàn thể dân tộc Việt Nam. Quay trở lại với nội dung chính, có thể thấy rằng Trung Quốc đã quan sát rất kỹ động thái của các nước khác với Việt Nam, cũng giống như chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Hà Nội vào tháng trước. Mỹ cũng đã quan sát cực kỳ kỹ chuyến đi này. Khi chỉ vài giờ sau khi ông Putin rời khỏi Việt Nam, thì một đoàn ngoại giao chuyên về vấn đề châu Á-Thái Bình Dương cũng đã tức tốc được cử tới Việt Nam. Vào sáng ngày 23 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gửi lời chia buồn tới người dân Việt Nam. Trong tuyên bố chia buồn của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông đã nhấn mạnh rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia đã được vun đắp và phát triển. Như vậy, có thể thấy rằng
chuyến đi của các lãnh đạo quốc tế tới Việt Nam không chỉ đơn thuần là viếng thăm mà còn mang theo nhiều ý đồ ngoại giao. Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU đều cử những nhân vật tầm cỡ tới Việt Nam và kèm theo những thông điệp quan trọng. Điều này đã tạo ra tình thế người nhìn ta, ta nhìn ngươi khi các nước lớn đều muốn thăm dò thái độ của các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam. Tương tự, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell cũng đã có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 25 tháng 7 để tham dự lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phái đoàn EU thông báo rằng ông Borrell sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EU-ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN sau đó. Ông Borrell cũng nhấn mạnh mong muốn hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, Nga là quốc gia duy nhất trong số các ông lớn không có thái độ thăm dò rõ ràng với Việt Nam. Trong bức điện chia buồn, Nga thể hiện sự chân thành và kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bức điện viết: "Kính thưa đồng chí Tô Lâm, xin nhận lời chia buồn sâu sắc của chúng tôi về sự ra đi của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Cả cuộc đời đồng chí đã cống hiến cho Tổ quốc qua nhiều năm, nắm giữ các chức vụ có trách nhiệm cao trong Đảng và Chính phủ. Ông đã nhận được sự kính trọng lớn của người dân trong cả nước và cả trên trường quốc tế. Với nước Nga, ông sẽ luôn được nhớ tới là một người bạn chân thành của đất nước chúng tôi, người đã đóng góp vai trò cá nhân to lớn cho việc hình thành và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Hà Nội." Vâng, trong suốt bức điện, Nga chỉ nhắc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một người bạn chân thành của đất nước Nga mà không hề đề cập đến các lãnh đạo hiện tại của Việt Nam. Điều này có thể được lý giải bởi trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam hơn một tháng trước, mọi định hướng hợp tác và tương lai đã được thảo luận đầy đủ. Mặt khác, điều này cũng xuất phát từ mối quan hệ truyền thống sâu đậm giữa hai nước được hình thành từ thời Liên Xô. Việt Nam quan trọng với Nga không chỉ vì là cựu đồng minh của Liên Xô, mà còn vì Việt Nam từng có hệ thống chính trị và điều hành kinh tế giống Liên Xô. Dù vậy thì Việt Nam đã đổi mới và phát triển thành công, trong khi Liên Xô đã sụp đổ. Điều này để lại nhiều bài học quan trọng trong ngoại giao và thiết lập đồng minh cho nhà lãnh đạo sau này của Nga. Hơn nữa, cả Nga và Việt Nam đều theo đuổi sự ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng nghĩa với việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp và ổn định với cả Trung Quốc, cùng các đồng minh của Mỹ. Nga không có tranh chấp hay lợi ích trực tiếp tại Biển Đông, và điều này không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của họ. Nga hiểu rõ đường lối ngoại giao và cách đối nhân xử thế của Việt Nam, thể hiện rõ nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Việt Nam đã nhiều lần bỏ phiếu trắng và phủ quyết trong các nghị quyết nhắm vào Nga, nhưng đồng thời liên tục kêu gọi hòa bình và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Đây có thể xem là sự thành công trong đối nhân xử thế của Việt Nam khi xung đột xảy ra giữa hai người bạn cũ. Bằng chứng là trong chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Việt Nam và Triều Tiên, họ xem Việt Nam là một quốc gia trung lập, chứ không phải là một tay chân hay đệ tử của Nga. Thực sự đây là một bài toán hóc búa đối với Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Như vậy có thể thấy rằng, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời đã nhận được sự chú ý và quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế các bạn ạ. Nhiều chuyến thăm và lời chia buồn từ các quốc gia lớn đều thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao đối với vai trò cũng như những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ quốc tế của Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không chỉ là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong việc định hướng phát triển nội bộ của Việt Nam, mà còn là người đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ ngoại giao quốc tế, giúp Việt Nam giữ vững vị thế trên trường quốc tế. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là một mất mát lớn lao không chỉ đối với Việt Nam mà còn với cộng đồng quốc tế. Xin gửi lời chia buồn từ Philippines đến toàn thể người dân Việt Nam. Nhìn dòng người vào viếng Bác Trọng, tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào theo. Không biết sao người Việt có thể đoàn kết và có tinh thần dân tộc vậy nhỉ? Ôi, xin gửi ngàn lời chia buồn đến các bạn. Trong lúc này, các bạn phải mạnh mẽ lên nhé. Cẩn thận những thế lực bên ngoài nhòm ngó. Những lúc như thế này, Việt Nam cần cẩn trọng nhất có thể, vì lúc bạn yếu đuối nhất sẽ là lúc bạn thường đưa ra những quyết định sai lầm.
Tôi tin các bạn sẽ vượt qua khoảng thời gian này sớm thôi. Việt Nam mà tôi biết luôn quật cường bất khuất. Yên tâm nhé, Lào luôn ở phía sau các bạn. Chúng tôi sẽ cùng các bạn bước tiếp, kể cả trong quá khứ hay tương lai. Vâng, các bạn thân mến, nhìn vào những phản ứng của cộng đồng quốc tế trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta mới thấy rõ tầm ảnh hưởng lớn lao của Bác. Những chuyến thăm và lời chia buồn từ các quốc gia lớn không chỉ là sự tôn vinh đối với cá nhân Bác Trọng, mà còn là sự công nhận đối với những nỗ lực không ngừng của Bác trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ ngoại giao mạnh mẽ. Ngoài Nga ra, Cuba và Lào cũng đã bày tỏ tình cảm sâu đậm với Việt Nam chúng ta bằng cách để quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba thông báo rằng Chủ tịch Díaz-Canel Bermúdez quyết định đất nước này sẽ để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 giờ ngày 20 tháng 7, tức khoảng 17 giờ theo giờ Hà Nội, đến 24 giờ ngày 21 tháng 7. Và nghi thức quốc tang sẽ diễn ra suốt cả ngày 22 tháng 7. Trong thời gian để tang và tổ chức quốc tang, các công trình công cộng hay cơ sở quân sự trên toàn Cuba sẽ treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Quốc hội Cuba tại phiên họp ngày 19 tháng 7 cũng đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tướng Raúl Castro và Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đồng thời gửi thư bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam. Trong thư có một đoạn rất xúc động như thế này: sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba. Cuba sẽ luôn nhớ đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng như một người anh em vĩ đại, người đã không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai quốc hội, hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta. Các lãnh đạo Cuba gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn thân yêu và nhắc lại chuyến thăm quan trọng của ông đến Cuba vào tháng 3 năm 2018, đặc biệt là những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi tới thành phố Santiago de Cuba để tỏ lòng kính trọng đối với cố Chủ tịch Fidel Castro. Để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt chính phủ Lào, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, ông Buông Nam Mạ Vông đã trình bày thông cáo nhấn mạnh rằng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn, quý báu và quan trọng vào việc tăng cường, củng cố và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam. Sự ra đi của đồng chí là mất mát vô cùng lớn, khiến đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào mất đi một người bạn vô cùng thân thiết, gắn bó. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã quyết định tuyên bố quốc tang tại nước này, bao gồm các đại sứ quán và cơ quan đại diện của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở nước ngoài, trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 năm 2024. Trước đó, ngày 19 tháng 7, khi nhận được tin Bác Trọng tử trần, nước bạn Lào đã gửi điện chia buồn, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đến với toàn thể Việt Nam chúng ta. Nga, Cuba và Lào bày tỏ sự chân thành trong buổi tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã để lại dấu ấn đặc biệt. Tình cảm sâu sắc từ những quốc gia này không chỉ thể hiện lòng kính trọng và tri ân đối với một lãnh đạo kiệt xuất, mà còn khẳng định mối quan hệ bền chặt, đáng quý giữa Việt Nam và các quốc gia anh em. Còn những quốc gia khác, mặc dù mang theo những ý đồ hay mục đích ngoại giao, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng tầm quan trọng của Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế đã được nâng cao. Các bạn nghĩ sao về chủ đề hôm nay? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Đến đây, video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ mình phải nói lời chào tạm biệt các bạn. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.